Thiếu tướng Christian Freuding ngày 30 tháng 11 cho rằng quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi thành phố chiến lược Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk trong vòng một tháng, hoặc chậm nhất là vào đầu năm 2025. Cụ thể, Thiếu tướng Christian Freuding cho rằng quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi thành phố chiến lược Pokrovsk Nga gọi là Krasnoa thuộc tỉnh Donetsk trong vòng một tháng hoặc chậm nhất là vào đầu năm 2025. Việc các lực lượng vũ trang Ukraine, viết tắt là VSU, để mất thành phố này là điều không thể tránh khỏi. Ông Frauding lưu ý rằng điểm dân cư này là trung tâm giao thông trọng yếu, nơi có nhiều tuyến đường bộ và đường sắt giao nhau, rất quan trọng cho việc tiến hành các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Ở ngoại ô Pokrovsk, ông Frauding lưu ý Tình hình đã rất nguy cấp với VSU, nhưng ở các khu vực khác của mặt trận, tình hình cũng bất lợi cho quân đội Ukraine. Ở hướng nào, quyền chủ động đều thuộc về quân đội Nga. Vị tướng Đức cũng đặc biệt chú ý đến tỉnh Kursk khi phân tích tình hình, Ông lưu ý rằng ở đó, dưới áp lực ngày càng tăng của quân đội Nga, các đơn vị VSU đang phải rút lui. Ngoài ra, theo trang mạng Deep State thân cận với Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, viết tắt là GUR, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến quan trọng ở Kurakove và đang tiến hành một cuộc tấn công tích cực vào khu công nghiệp của thành phố với sự hỗ trợ mạnh mẽ của pháo binh. Cần lưu ý rằng trong tương lai, quân đội Nga có thể cắt đứt toàn bộ hoạt động hậu cần của lực lượng VSU đồn trú ở Kurakove bằng một cuộc tấn công từ làng Stajetani. Deep State lưu ý rằng một cuộc đột phá từ Stajetani sẽ khiến việc giữ vững khu công nghiệp trở nên rất khó khăn bởi vì kẻ thù có thể tiếp cận từ cả hai phía, phong tỏa hoàn toàn tuyến hậu cần. Các chuyên gia phương Tây trong báo cáo của mình cũng công khai gọi tình hình ở Kurakove là một thảm họa đối với VSU. Hà Lan vừa qua đã công bố việc chuyển giao thêm 3 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, qua đó củng cố thêm năng lực phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công từ Nga. Hệ thống tên lửa phòng không Patriot là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất thế giới, được thiết kế để đánh chặn nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay. Hệ thống này sử dụng hệ thống radar mạnh mẽ để theo dõi mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa mục tiêu, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy trong việc đánh chặn các mối đe dọa đang đến gần. Hệ thống phòng không Patriot có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được thiết kế để bảo vệ cơ sở tầng quan trọng, bao gồm các căn cứ quân sự, thành phố và cơ sở năng lượng khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc khiến nó trở thành một tài sản quan trọng trong các chiến lược phòng thủ, đặc biệt là chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến do Nga thực hiện chống lại Ukraine. Việc bổ sung thêm 3 bệ phóng Patriot từ Hà Lan sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine, bổ sung cho các hệ thống hiện có từ Đức và Hoa Kỳ và cung cấp một lá chắn mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa trên không. Khả năng phòng không của Ukraine đã chịu sức ép đáng kể do các chiến dịch tên lửa liên tục của Nga nhằm phá vỡ cơ sở tầng quan trọng và làm suy yếu quyết tâm của Ukraine. Việc chuyển giao các bệ phóng này từ Hà Lan là một phần trong nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại nhằm ngăn chặn sự phá hủy thêm nữa. Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot PAC-3 được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Night Hercules là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của lầu năm góc và thay thế hệ thống MIM-23 Hawk hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ. Cho đến nay, nó là một trong những hệ thống phòng không được phổ biến rộng rãi nhất thế giới sau F-300 của Nga khi có tới 16 quốc gia đang sử dụng, khác với F-300 chưa một lần được ghi nhận thực chiến. Hệ thống Patriot PAC-3 đã nhiều lần tham chiến và từng ghi nhận bắn hạ các máy bay và tên lửa của đối phương. Hiện nay, phiên bản mới nhất của hệ thống này có khả năng tiêu diệt mục tiêu với phương thức hit to kill, tức truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì dùng đầu đạn nổ mạnh. Mở đầu chương trình mời quý vị đến với cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trang Defense News mới đây dẫn lời các binh sĩ, luật sư và quan chức Ukraine cho biết hàng ngàn binh sĩ đã đào ngũ, bỏ trốn khỏi các vị trí chiến đấu ở tiền tuyến. Một số chỉ huy và binh sĩ cho biết ở nhiều nơi toàn bộ đơn vị rời bỏ vị trí, bỏ lại phòng tuyến trước nguy cơ bị đối phương kiểm soát trong khi đồng đội gặp nguy hiểm một số người xin nghỉ vì lý do y tế nhưng sau đó không quay trở lại, một số xung đột với chỉ huy và không chấp hành mệnh lệnh, đôi khi ngay giữa lúc chiến đấu. Một số người bày tỏ cảm thấy mệt mỏi vì cường độ chiến sự, bị ảnh hưởng tâm lý lẫn cảm xúc. Họ cảm thấy có lỗi vì không thể duy trì ý chí chiến đấu, giận dữ về việc điều hành và thất vọng về khả năng không thể giành chiến thắng. Một sĩ quan của Lữ đoàn 72 của Ukraine cho hay lực lượng đã bị vắt kiệt sức lực và việc bỏ trốn của binh sĩ là một trong những lý do chính khiến Kiev để mất thị trấn Ladera hồi tháng 10, số liệu của văn phòng Tổng công tố Ukraine cho thấy đã có hơn 100.000 binh sĩ bị buộc tội theo luật đào ngũ từ tháng 2 năm 2022. Gần nửa số đó vắng mặt không xin phép trong năm qua sau khi Ukraine mở chiến dịch huy động quân gây tranh cãi. Con số đó được đánh giá là rất lớn khi số binh sĩ Ukraine đang tham chiến trước đợt huy động quân ước tính là 300.000 người. Số binh sĩ bỏ trốn thực tế được cho là có thể nhiều hơn. Việc đào ngũ đang lấy đi nhân lực cần thiết cho quân đội Ukraine và ảnh hưởng đến kế hoạch chiến đấu giữa thời điểm quan trọng, có thể gây bất lợi cho nước này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai. Nhà phân tích quân sự độc lập Oleksandr Kovalenko tại Kiev nhận định, đây là vấn đề nghiêm trọng, đây là năm thứ ba của cuộc chiến và vấn đề này sẽ chỉ trầm trọng hơn mà thôi. Mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky ngày 29 tháng 11 cho biết lực lượng Ukraine đôn trú gần thị trấn Pokrovsk và Kurakove thuộc tỉnh Donetsk sẽ được cung cấp thêm quân sự bị, vũ khí và nhiều thiết bị quân sự khác. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường. Các quan chức Ukraine ngày càng lo ngại về khả năng Nga sẽ tiến quân vào khu vực Zaporizhia ở phía nam, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến về phía đông, tập trung vào Pokrovsk và Kurakove. Theo hãng tin độc lập Agence của Nga, quân đội nước này đã giành kiểm soát 234,79 km vuông lãnh thổ trong tuần qua, phá vỡ kỷ lục trong năm 2024. Mới đây, nghị sĩ Nga Alexei Zuravilov đề xuất có thể sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oresnik để nhắm vào văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Cụ thể, nghị sĩ Alexei Zuraliov phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga chia sẻ trên Telegram. Tôi tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã lập danh sách các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zudaliov đặt câu hỏi, văn phòng Tổng thống Ukraine trên phố Bankovaya ở Kiev có một bong ke ngầm. Tôi tò mò liệu Oresnik có thể phá hủy được bong ke, được mô tả là không thể xuyên thủng này hay không. Ông Zudaliov cũng cho rằng trụ sở của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ở Kiev là một mục tiêu phù hợp. Ông nói thêm, Nga nên tấn công các trung tâm hậu cần cho vũ khí phương Tây ở vùng Lvov, căn cứ quân sự Javorov, nơi huấn luyện binh sĩ. Các cây cầu bắc qua sông Donetsk được sử dụng để vận chuyển thiết bị ra tiền tuyến. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, Nga có thể sử dụng tên lửa Odesnik để nhắm vào các địa điểm quân sự, nhà máy quốc phòng và các trung tâm đầu não ở Kiev. Phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp tham dự hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ở Kazakhstan, ngày 28 tháng 11, Ông Putin mô tả Oresnik là một vũ khí cực kỳ uy lực. Đầu đạn của Oresnik có thể đạt nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức hủy diệt cực lớn. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ về cơ bản đều biến thành bụi. Trong một diễn biến khác, Ukraine ngày 29 tháng 11 cho biết đã phá hủy thành công hệ thống radar phản pháo Zupak-1 của Nga ở khu vực Donetsk, giá một đòn đáng kể vào khả năng quân sự của Nga trong cuộc xung đột hiện nay. Mỗi hệ thống như vậy có giá khoảng 24 triệu đô la Mỹ. Đoạn phim được quay bằng máy bay không người lái, đăng tải trên trang web của cơ quan tình báo Ukraine GUR ngày 29 tháng 11 cho thấy, một phương tiện được xác định là hệ thống radar 1 l 219 m Zupak 1 của Nga đã bị Ukraine tấn công khi đang di chuyển trong khu vực Donetsk. Đoạn video đính kèm dòng chú thích, những người lính của đơn vị Grila, một đơn vị thuộc bộ phận tác chiến tích cực của GUR, đã phát hiện và tấn công tổ hợp radar Zupak của quân đội Nga. Để phá hủy hệ thống radar này, các trinh sát Ukraine đã sử dụng 4 máy bay không người lái FPV tầm xa, trị giá 100.000 hryvnia, tương đương 2.400 đô la Mỹ. Tờ Pravda của Nga sau đó cũng xác nhận thông tin này. Việc phá hủy hệ thống Zubak-1 này được xem là một thắng lợi đối với Kiev trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự có giá trị cao của Nga. Newsweek ngày 28 tháng 11 đưa tin các lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một thiết bị radar khác của Nga trị giá 5 triệu đô la Mỹ trong một cuộc tấn công ở Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết GUR đã phá hủy thành công hệ thống radar Poliot được bố trí ở phía tây Crimea. Tuy nhiên, họ không nêu rõ cách thức phá hủy thiết bị. Theo Newsweek, Ukraine ngày 29 tháng 11 cho biết, lực lượng Nga đã mất 8 xe tăng, 34 hệ thống pháo và một hệ thống phòng không chỉ trong vòng 24 giờ trước đó. Cũng trong ngày 29 tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, lực lượng Ukraine đồn trú gần thị trấn Pokrovsk và Kurakove thuộc tỉnh Donetsk sẽ được cung cấp thêm quân dự bị, vũ khí và nhiều thiết bị quân sự khác. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường. Các quan chức Ukraine ngày càng lo ngại về khả năng Nga sẽ tiến quân vào khu vực Zaporizhia ở phía Nam, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến về phía Đông, tập trung vào Pokrovske và Kudakovo. Theo hãng tin độc lập Agenspo của Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 234,79 km vuông lãnh thổ trong tuần qua, phá vỡ kỷ lục trong năm 2024. Trước tuyên bố này, ông Syrsky đã đến thăm các đơn vị Ukraine ở mặt trận Pokrovsk và Kurakov của tiền tuyến. Ông Syrsky chia sẻ kênh Telegram cá nhân của mình rằng mục tiêu chính của tôi là nói chuyện trực tiếp với các chỉ huy đang trực tiếp tham chiến, giải quyết các vấn đề khó khăn và cung cấp hỗ trợ toàn diện nhằm ngăn chặn các bước tiến mới của Nga. Tôi biết ơn những người lính Ukraine vì sự kiên cường và lòng dũng cảm của họ trong cuộc chiến hiện nay. Chính quyền Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm đang tìm cách đẩy nhanh quá trình viện trợ cho Kiev trước khi ông Trump nhậm chức. Washington mới đây đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời cung cấp cho nước này mìn chống bộ binh để ngăn chặn những bước tiến mới của Moscow trên chiến trường. Cùng lúc đó, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky News thực hiện ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, khi được hỏi về sự hỗ trợ của NATO và khả năng chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tư cách thành viên NATO sẽ phải được trao cho các khu vực chưa bị chiếm đóng của Ukraine để chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, nếu chúng ta muốn ngăn chặn giai đoạn nóng của chiến sự, chúng ta cần đưa lãnh thổ Ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào phạm vi bảo trợ của NATO. Chúng ta cần phải làm điều đó nhanh chóng, và sau đó về phần lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine, chúng tôi có thể lấy lại chúng theo cách ngoại giao tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra cùng thời điểm Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha viết tâm thư tới quan chức ngoại giao NATO nhằm thúc giục liên minh này gửi lời mời Ukraine tham dự cuộc họp tại Bỉ, dự kiến diễn ra vào tuần tới, trong đó có thể bàn tới việc nước này gia nhập NATO. Bức thư của Ngoại trưởng Ukraine đã phản ánh nỗ lực mới của nước này nhằm đảm bảo sẽ nhận được lời mời gia nhập NATO. Đây cũng là một phần của kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Zelensky đề ra vào tháng trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là cần thiết để đảm bảo Putin sẽ không quay lại chiếm lãnh thổ Ukraine. Ông cũng cho biết sẽ làm mọi thứ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào năm 2025. Phát biểu mới nhất của ông Zelensky cũng cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine đã từ bỏ hai điều kiện lớn nhất để Kiev ngồi vào bàn đàm phán chiến tranh. Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, và Ukraine được gia nhập NATO.